Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị, xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Thưa quý vị, một trường học ở thị trấn Thi Lan, thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang đã bị lũ quét vào ngày thứ 6 do mưa lớn. Số nạn nhân đã tăng lên 92, hầu hết là học sinh. Cơ quan chức năng đang triển khai công tác cứu hộ. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, vào khoảng 14 giờ chiều ngày thứ 6, trường tiểu học Trường An ở thị trấn Thi Lan, thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang bất ngờ bị lũ lụt và lở đất do mưa lớn ở thượng nguồn gây ra. 87 học sinh và 4 dân làng thiệt mạng trong lũ. 17 học sinh khác, trong đó có một trẻ em, một giáo viên, một cán bộ và 5 người dân được điều trị tại bệnh viện. Trong trận lũ lụt này, 7 trong số 18 ngôi nhà hành chính ở thị trấn Sa Lan đã bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, trong đó có 3 ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, 200 ngôi nhà bị ngập, trong đó có 150 ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng, khiến tổng số 1.800 người bị ảnh hưởng. Theo báo cáo, chính quyền đã tổ chức 1.400 người tham gia công tác cứu hộ và cứu nạn. Đồng thời, đội chuyên gia cũng gấp rút đến hiện trường để tham gia cứu trợ thiên tai. Cơ quan chức năng cũng đã bố trí chỗ ở tạm thời cho các nạn nhân, hỗ trợ ăn uống, đồng thời tiến hành khử trùng nước sinh hoạt phòng dịch. Ninh An, cách thủ phủ tỉnh Cáp Nhĩ Tân 450 km, mưa xối xả bất ngờ đổ xuống khu vực núi cao và trung du của thị trấn Thi Lan, thành phố Ninh An, trong tích tắc tạo thành một trận lũ quét lớn ập vào thị trấn Thi Lan và tràn vào trường tiểu học trung tâm của thị trấn. Hơn 300 giáo viên và học sinh có mặt trong trường lúc đó đã bị lũ bổ vây. Theo các báo cáo, có 352 học sinh và 31 giáo viên trong trường vào thời điểm đó. Hiện 13 học sinh đang được cấp cứu tại bệnh viện. Các ban ngành liên quan đã thành lập 6 đội cứu nạn, gồm tìm kiếm cứu nạn và thoát nước. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Bác sĩ Lưu của Bệnh viện Thị trấn Thi Lan cho biết 40 học sinh cũng có thể đã chết. Cô ấy nói rằng bệnh viện không thể cung cấp số liệu tử vong chính xác vì gia đình đã đưa một số thi thể đi. Hôm qua, theo báo cáo chính thức của Trung Quốc, số người chết trong trận lũ quét tại một trường tiểu học ở thị trấn Thi Lan, thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang cuối cùng đã được xác định là 117 người, trong đó có 105 học sinh. Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin hôm thứ Hai rằng số người chết cuối cùng là 109, nhưng vào thứ Ba, nó báo cáo rằng 8 người đã được xác nhận đã chết trong trận lũ lụt, nâng tổng số người cuối cùng lên 117. Hơn một tuần sau thảm họa lũ quét, các nhân viên cứu trợ thiên tai vẫn đang dọn dẹp hiện trường để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Trường tiểu học Trường An ở thị trấn Thi Lan, thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang đã bị lũ quét và lở đất do mưa lớn liên tục phá hủy hôm vừa qua. Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu có phải do sơ suất của con người hay không. Sau thảm họa lũ quét ở thị trấn Thi Lan, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu Sở Giáo dục các cấp triển khai các khóa giáo dục khẩn cấp cho học sinh, dạy học sinh cách ứng phó trong trường hợp thiên tai và các trường hợp khẩn cấp khác. Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ra thông báo yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục các cấp thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, thiết lập và thực hiện hệ thống người chịu trách nhiệm với các thảm họa tai nạn. Thông báo cho biết các trường học ở tất cả các cấp phải thực hiện giáo dục an toàn cho học sinh, huấn luyện các em trong trường hợp khẩn cấp lũ lụt, lở đất, hỏa hoạn, động đất và các trường hợp khẩn cấp khác, đồng thời nâng cao khả năng tự cứu mình của học sinh. Thông báo cũng cho biết các phòng học tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phải bị ngừng sử dụng và các lớp học có thể tạm thời bị đình chỉ nếu cần thiết. Kính thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của Tân Hoa Xã, có 88 người thiệt mạng và 73 người mất tích do thiên tai mưa lớn ở Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và Tân Cương. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hơn 200.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét. Gần 70.000 tòa nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp của thảm họa lên tới 2,47 tỷ nhân dân tệ. Báo cáo dẫn lời Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết các tỉnh Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và Tân Cương lần lượt hứng chịu mưa lớn kể từ 3 ngày qua, gây ra lũ quét, lở đất và lở núi với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Hồ Nam, 50 người chết, 42 người mất tích. Riêng tỉnh Hồ Nam có 203 người phải sơ tán đến nơi khu vực an toàn. Hệ thống viễn thông, giao thông, nước sinh hoạt bị cắt đứt. Các quan chức của Bộ Nội chính Trung Quốc cho biết, Sở Nội chính tỉnh Hồ Nam đã khẩn trương phân phát gạo, nước uống và các đồ cứu trợ khác cho những người dân bị ảnh hưởng.
Tân Hóa Xã đưa tin, tại huyện Tân Điều, tỉnh Hồ Nam, lượng mưa đã đổ xuống trong 24 giờ là 301mm và nhiều người đã bị nước lũ cuốn trôi khi còn đang trong giấc ngủ do các tòa nhà bị sập và lũ quét. Thiên tai ở Tứ Xuyên và Quý Châu tuy nhỏ nhưng đã có báo cáo về thương vong. Ở Tứ Xuyên có 15 người chết và 11 người mất tích. Ở Quý Châu có 27 người chết, 5 người mất tích và 140 người bị thương. Nhiều cơ quan ban ngành của chính quyền Trung ương Trung Quốc đã thành lập một nhóm công tác chung dưới sự chỉ huy của Bộ Nội vụ để thực hiện công tác cứu trợ thiên tai và phòng bệnh tật. Kính thưa quý vị khán giả, các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc đưa tin rằng có 86.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt của sông Hoàng Hà ở khu vực Sơn Đông, trong khi bờ kè của nó bị vỡ tại 3 nơi ở tỉnh Hà Nam. Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc đưa tin rằng các con đê ở Lan Cao, tỉnh Hà Nam đang gặp nguy hiểm và về cơ bản đã mất chức năng ngăn nước và không thể tiếp tục chịu áp lực của dòng nước trên sông Hoàng Hà. Tân Hoa Xã dẫn lời Lưu Tuyết Sơn, phó thẩm phán quận Đông Minh của Sơn Đông cho biết, con đập đã bị vỡ 3 lần và nước lũ hiện đang liên tục tràn vào Sơn Đông từ tứ phía, một trong những chỗ thủng rộng 200m và hai lỗ còn lại rộng 100m. Lưu Tuyết Sơn cho biết, nước sông đang đe dọa các vùng trũng thấp ở tỉnh Sơn Đông, ảnh hưởng đến 86.000 người, 127 ngôi làng và 18.000 hecta đất canh tác đang bị ảnh hưởng. Được biết, độ sâu nước trung bình của một số khu vực nước ngập sâu lên tới 1,5m. Tân Hoa Xã cũng dẫn lời Lưu Tuyết Sơn cho biết, do tình hình nghiêm trọng, huyện Đông Minh đã bắt đầu chuyển những người dân làng già yếu, bệnh tật và tàn tật ở khu vực bãi biển đến nơi tránh trú an toàn. Cho đến nay, đã chuyển hơn 5.000 người và nhiều người đã tụ tập trong các tòa nhà cao hơn. Ngoài sự tàn phá do lũ từ sông Hoàng Hà, vùng Thiểm Tây còn bị đe dọa bởi nước sông Vị dâng cao. Tháng trước, một nhánh của sông Hoàng Hà ở tỉnh Thiểm Tây dâng cao, khiến 51 người thiệt mạng và khiến hơn 200.000 người mất nhà cửa. Số liệu của nhà chức trách Trung Quốc cho thấy, trong mấy tháng đầu năm nay, 676 người thiệt mạng vì lũ lụt trên cả nước. Quý vị thân mến, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc tiếp tục mở rộng với 12 triệu người bị ảnh hưởng và 180 người chết. Do mưa xối xả liên tục, sông Tây Giang chảy qua các tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông bị lũ lụt. Riêng Quảng Tây có hơn 5,7 triệu người bị ảnh hưởng, ít nhất 42 người thiệt mạng, 32 người bị mất tích và 23.000 ngôi nhà bị sập. Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết mực nước tại thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây tiếp tục dâng cao. Trận lũ lịch sử chưa từng có đã nhấn chìm các khu vực phía đông thành phố. Hàng chục nghìn cư dân phải sơ tán khẩn cấp. Theo báo cáo, do một số con sông lớn ở Quảng Tây hợp lưu và Ngô Châu rồi đổ vào sông Châu Giang, nên Ngô Châu đã nhiều lần hứng chịu lũ lớn và đây là thành phố kiểm soát lũ trọng điểm của cả nước. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Lý Quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước cho biết Ngô Châu đã trải qua trận lũ lụt chưa từng có trong thế kỷ vào sáng thứ Tư, với mức lớn nhất đỉnh đạt 27,5m. Chính quyền đã cử hơn 2.000 người từ Quân đội Giải phóng Nhân dân đến hỗ trợ công tác kiểm soát lũ lụt của Ngô Châu. Quân đội Giải phóng Nhân dân và nhân viên địa phương đã tiến hành nâng cao và gia cố đê, kiểm soát lũ lụt ở thành phố Hexi để đảm bảo đê kè trong quá trình kiểm soát lũ lụt không bị vỡ hoặc ngập lụt. Hà Tăng, Giám đốc Cục Bảo tồn nước Ngô Châu được cho là đã bị đình chỉ công tác vì cáo buộc không ứng phó với thảm họa. Huyện Bình Nam, Quảng Tây cũng hứng chịu trận lũ lịch sử có 102 vào sáng ngày thứ Năm, mực nước lên tới 35,35m. Thành phố Cổ xuất hiện hai chỗ vỡ kè, người dân phải sơ tán khẩn cấp. Các khu vực địa phương của Quảng Đông cũng trải qua lũ lụt hàng trăm năm mới xảy ra một lần. Long Môn, Tử Viên, Viên Thành, Đông Nguyên, Phật Cương, Tân Phong, Văn Nguyên và những nơi khác đã bị ảnh hưởng. Tổng cộng 540.000 người trong tỉnh bị ảnh hưởng và 20 người thiệt mạng do sập nhà. Một số tuyến đường bộ và đường sắt chính cũng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tỉnh Phúc Kiến cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Trên sông Mân Giang bị ngập lụt sau 35 năm mới có một lần xuất hiện vào sáng thứ Năm, với lưu lượng đỉnh là 3.230 mét khối mỗi giây và tổng số người chết là 60 người. Ở phía Bắc tỉnh Phúc Kiến, 22 người thiệt mạng và 15 người mất tích do lũ lụt, trong đó nghiêm trọng nhất là một ngôi làng ở thị trấn Kiến Tây, huyện Thuận Xương, hầu như không có một ngôi nhà nào nguyên vẹn. Tại thành phố Kiến Đầu đã xảy ra một trận lở đất vào sáng thứ Năm, khiến chiếc xe buýt bị cuốn trôi theo nước lũ, chỉ có tài xế và một hành khách sống sót, 23 người khác mất tích. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi các chính quyền địa phương đẩy mạnh các nỗ lực kiểm soát lũ lụt. Lũ lụt xảy ra vào mỗi mùa hè ở miền Nam Trung Quốc, gây thương vong và thiệt hại hàng triệu nhân dân tệ.
Bộ Nội vụ Trung Quốc hôm thứ Sáu cho biết, mưa và lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc cũng đang khiến 25 người thiệt mạng và 25 người khác mất tích trong 5 ngày qua. Những trận mưa lớn gây ra đợt mưa xối xả từ hôm thứ Ba trong tuần này đã tàn phá 10 tỉnh phía Nam và buộc khoảng 671.200 người phải sơ tán khỏi nhà vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu, theo một tuyên bố trên trang web của Bộ Nội vụ Trung Quốc. Văn phòng kiểm soát lũ lụt của tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam Trung Quốc cho biết vào cuối ngày thứ Sáu rằng mưa bão kể từ thứ Năm đã giết chết 13 người và khiến 17 người mất tích trong tỉnh. Tuyên bố cho biết lũ lụt, sạt lở đất và lở đất đã tấn công một số khu vực phía Tây Nam cũng như các khu vực dọc theo Trung và hạ lưu sông Dương Tử. Tuyên bố nói rằng gần 4% trong số 295 quận bị ảnh hưởng bởi các trận mưa bão hiện tại cũng bị ảnh hưởng bởi hai đợt mưa lớn trước đó. Số liệu của Bộ cho thấy thiệt hại kinh tế trực tiếp do đợt mưa bão này lên tới 12,85 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,98 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp do hai đợt mưa lớn trước đó. Hôm thứ Năm, chính quyền trung ương của Trung Quốc đã nâng mức phản ứng khẩn cấp lên cấp 4, cấp cao nhất và gửi các đội cứu trợ thảm họa đến các tỉnh Chiết Giang, An Huy và Giang Tây, nơi mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, mưa bão sẽ tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam và phía Đông của đất nước vào cuối tuần này. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.